đoàn tàu hải dương địa chất 8 tiến gần bờ biển của Việt Nam. Trung Quốc đã điều máy bay ném bom H-6, máy bay chiến đấu và máy bay tiếp nhiên liệu trên không. Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với Tin Mới Xã Hội. Tin Mới Xã Hội luôn cố gắng cung cấp những thông tin nhanh nhất, chính xác nhất, đa chiều gửi đến quý vị và các bạn. Quý vị đừng quên bấm nút like, share and subscribe để cùng đồng hành và ủng hộ chúng tôi. Cập nhật tin tức khu vực ở bãi Tư Chính. Khuya ngày 23 tháng 8 năm 2019, ông Ryan Matheson, trường cao đẳng hải chiến Hoa Kỳ, cho biết có vẻ như tàu hải dương địa chất 8 đã mở rộng tầm khảo sát ở khu vực gần hơn bờ biển Việt Nam. Trang báo Đại sự ký đã xác nhận thông tin tương tự với bài Những diễn biến thực địa tổng hợp qua AIS vệ tinh. Bài viết chỉ ra hoạt động của tàu khảo sát hải dương địa chất 8 từ ngày 20 đến ngày 23 tháng 8. Có những thời điểm, tàu khảo sát hải dương địa chất 8 chỉ là cách bờ biển Việt Nam khoảng 166,7 hải lý, có nghĩa là khoảng 300 km. Một thông tin chưa kiểm chứng cho rằng, tàu hộ vệ Đinh Tiên Hoàng, một trong các tàu chiến hiện đại nhất của Việt Nam thuộc lớp Chipak 3.9, giống như tàu Quang Trung. Nếu đó đúng là tàu Đinh Tiên Hoàng, có thể thấy ngay cả các tàu chiến lớn nhất của Việt Nam cũng không bù đắp nổi sự thiếu hụt về khả năng hải quân Việt Nam so với Trung Quốc. Trong hình ảnh tàu Khánh Hòa 01001 không cản được tàu nào lọt vào giữa đội hình tàu Trung Quốc đang tiếp tục di chuyển sâu vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Báo Vision Ấn Độ vào hôm 21 tháng 8 năm 2019 đưa tin lần đầu tiên Trung Quốc triển khai máy bay ném bom H-6 và máy bay chiến đấu cơ tại bãi Tư Chính. Khi hải dương địa chất 8 trở lại bãi Tư Chính, hôm 13 tháng 8, Trung Quốc đã điều máy bay ném bom H-6, máy bay chiến đấu và máy bay tiếp nhiên liệu trên không tới khu vực. Trung Quốc cũng đã bắt loa yêu cầu những thợ khoan dầu của Việt Nam rời khỏi khu vực này. Báo cáo cho biết, báo Thanh Niên đưa tin Việt Nam, Úc quan ngại sâu sắc về diễn biến phức tạp trên Biển Đông. Trong cuộc họp báo chung ngày 23 tháng 8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng của Úc Scott Morrison cũng bày tỏ quan ngại về tình hình căng thẳng trên Biển Đông. Thủ tướng hai nước cũng cam kết phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn khu vực quốc tế như ASEAN, Liên Hợp Quốc. Ông Phúc phát biểu, chúng tôi quan ngại sâu sắc về diễn biến rất phức tạp gần đây trên Biển Đông, nhất trí cùng hợp tác duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không, không sử dụng hay đe dọa sử dụng vũ lực, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở pháp luật quốc tế. Việt Nam khẳng định tham gia diễn tập hàng hải Mỹ ASEAN. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam bà Lê Thị Thu Hằng vào ngày 22 tháng 8 năm 2019 xác nhận Việt Nam, thành viên ASEAN, sẽ tham gia cuộc diễn tập hàng hải đầu tiên với Mỹ và khối nước Đông Nam Á, được tổ chức vào đầu tháng 9 năm 2019. Cuộc diễn tập sẽ kéo dài trong 5 ngày, từ ngày 2 đến ngày 6 tháng 9 năm 2019. Báo cáo được Bộ Quốc phòng ASEAN và Mỹ quyết định từ năm 2018. Theo báo cáo của băng Coxbox, cuộc diễn tập của Hải quân Hoa Kỳ và Thái Lan được tổ chức ít nhất là huy động 8 tàu chiến cùng nhiều máy bay. Phạm vi diễn tập kéo dài từ Hải quân của Thái Lan Stanship tại tỉnh Thornbury kéo dài cho tới tỉnh Cà Mau của Việt Nam. Tháng 10 năm 2018, ASEAN và Trung Quốc đã tiến hành tập trung. Báo Bangkok Post nhận định rằng cuộc diễn tập năm nay nhằm cân bằng ảnh hưởng giữa Mỹ và Trung Quốc trên Biển Đông. Tại cuộc họp báo xác nhận thông tin khi được hỏi về tàu khảo sát hải dương địa chất 8 của Trung Quốc quay trở lại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam ở bãi Tư Chính trên Biển Đông, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt Nam lên án nhóm tàu Trung Quốc tiếp tục hành vi vi phạm, xâm phạm nghiêm trọng vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, được xác nhận theo quy định của Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Bà Lê Thị Thu Hằng yêu cầu nhóm tàu của Trung Quốc rút khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, không gây căng thẳng và đe dọa hòa bình tại khu vực Biển Đông trong khu vực. Việt Nam, Úc bày tỏ quan ngại về căng thẳng trên Biển Đông.
Ngày 23 tháng 8 năm 2019, Việt Nam và Úc đã bày tỏ quan ngại về những hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông, vào lúc tàu của Việt Nam và tàu của Trung Quốc đang đối diện căng thẳng với nhau trên vùng biển của Việt Nam. Theo hãng tin Reuters, trong cuộc họp báo chung tại Hà Nội, Thủ tướng Úc Ross Morrison hiện đang công du ở Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tuyên bố: "Chúng tôi quan ngại sâu sắc về những diễn biến phức tạp gần đây ở Biển Đông." Ông Phúc cũng cho biết là Việt Nam và Úc ít nhất cũng hợp tác bảo vệ duy trì hòa bình ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không. Theo hãng tin Reuters ghi nhận, đây là lần đầu tiên lãnh đạo chính phủ Hà Nội phát biểu về sự kiện tàu khảo sát hải dương địa chất 8 và các tàu hộ tống của Trung Quốc xâm nhập vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Theo những dữ liệu của Marine Traffic, một trang web chuyên theo dõi sự di chuyển của tàu thuyền, chiếc hải dương địa chất 8 vẫn tiếp tục khảo sát trong vùng khu vực này vào ngày 23 tháng 8. Về phần Thủ tướng Úc Scott Morrison, ông cho biết hai nước cũng ủng hộ các nguyên tắc của luật pháp quốc tế được áp dụng trong khu vực. Theo ông Morrison, các nguyên tắc đó là tự do hàng hải, tự do hàng không, đảm bảo quốc gia có thể theo dõi, theo đuổi, cơ hội để phát triển hiện có trong vùng biển của mình và quản lý việc kinh doanh theo các pháp luật quốc tế cho phép. Tuy nhiên, trong cuộc họp báo ngày 23 tháng 8, cả hai thủ tướng là Việt Nam và Úc đều không nêu đích danh Trung Quốc. Tuyên bố với các phóng viên tại Hà Nội, ông Morrison nói: "Tôi đến đây không phải là để cáo buộc hay bất cứ điều gì giống như vậy. Chúng tôi không nghiêng về phía bên nào hết. Tuy vậy, Việt Nam hiện đang cần sự ủng hộ của Úc để đảm bảo tự do hàng hải trên Biển Đông." Theo lời ông Peter Jenkins, Giám đốc điều hành Viện Chính sách Sách lược của Úc, việc Úc và các nước cam kết bảo vệ vùng biển Biển Đông của mình được tự do và rộng mở để ngăn chặn các nỗ lực của Trung Quốc nhằm độc chiếm toàn bộ vùng biển này. Đây là lần đầu tiên Thủ tướng của Úc đến thăm Việt Nam kể từ khi chính thức hai nước nâng cao quan hệ song phương lên thành đối tác chiến lược vào tháng 3 năm 2018 và vào tháng 5 năm 2019. Hai chiến hạm của Úc đã ghé thăm cảng Cam Ranh của Việt Nam trong bối cảnh hải quân hai nước đang gia tăng hợp tác. Trong những ngày qua, trên các trang mạng xã hội và theo những trao đổi giữa các chuyên gia rầm rộ lên thông tin Việt Nam đã điều tàu hộ vệ tên lửa Quang Trung ra bãi Tư Chính, sâu trong thềm lục địa của Việt Nam, nơi mà khảo sát hải dương địa chất 8 của Trung Quốc và nhiều tàu hải cảnh của Trung Quốc đang tung hoành. Về phía chính quyền và báo chí của Việt Nam, không thấy thông tin chính thức nào xác nhận hay phủ nhận vụ việc. Tuy nhiên, trên các báo chí Việt Nam lại xuất hiện nhiều bài nói về tính năng, uy lực của tàu Quang Trung là một tàu hộ vệ tên lửa chống ngầm hiện đại nhất thuộc lớp Chibat 3.9, được trang bị từ tên lửa, pháo cao xạ phòng không cho đến ngư lôi, trực thăng xăng ngầm. Trên các trang mạng xã hội có hai luồng dư luận, một bên kết luận rằng không có chuyện Việt Nam điều tàu chiến hạm thuộc loại mạnh nhất của mình ra bãi Tư Chính, nhưng một bên kia lại khẳng định đó là một sự kiện có thật. Cho đến ngày 22 tháng 8 năm 2019, xuất hiện một bài báo tờ lạ Tuổi Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh đã đăng trên trang chủ của mình chạy tựa đề Việt Nam không có thông tin chiến hạm Quang Trung được điều ra bãi Tư Chính. Nhưng khi bấm vào đường link để đọc chi tiết thì lại hiện lên một bài nội dung hoàn toàn khác, bác bỏ phát ngôn của Trung Quốc nói về tàu hải dương địa chất 8 hoạt động trong vùng biển của nước này. Thế nhưng, minh họa phía dưới là ảnh chụp vị trí, các tín hiệu nhận dạng của tàu biển ở khu vực bãi Tư Chính do giáo sư Ray Matheson, trường hải chiến Mỹ, công bố vào ngày 16 tháng 8 năm 2019. Cho thấy, một chiếc tàu của Việt Nam VPNS Quang Trung nằm sát độ tàu hải cảnh của Trung Quốc gồm 6 chiếc tàu khác theo hải dương địa chất 8. Bình luận về khả năng chiếc tàu hộ vệ Quang Trung được phái ra bãi Tư Chính, trong bài phân tích ngày 18 tháng 8, giáo sư Kantire, Học viện Quốc phòng Úc Đại học New South Wales, ông đã thận trọng và cho rằng nếu quả thực Việt Nam đã điều tàu Quang Trung HQ016 ra bãi Tư Chính, điều đó có nghĩa là Việt Nam đã quyết định tiến vào khẳng định
và bắn tin cho biết quyết tâm bảo vệ chủ quyền của mình cùng lực lượng cảnh sát biển đang đóng ở khu vực bãi tư chính. Theo giáo sư Kantheil, việc điều động tàu Quang Trung sẽ cho phép Việt Nam tái lập thế cân bằng lực lượng ở bãi tư chính, hiện đang thiên về phía Trung Quốc có nhiều tàu hơn. Với trọng tải lớn hơn, trang bị quân sự kỹ thuật cũng tốt hơn. Đó là những thông tin đa chiều chúng tôi cập nhật mới nhất gửi đến quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin thời sự của chúng tôi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo. Quý vị đừng quên bấm nút like để lại ý kiến của quý vị phía dưới comment, cũng như bấm nút đăng ký để trở thành người nhanh nhất xem những thông tin của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn. Xin thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.